Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính chào quý vị khán giả, siêu bão số 2 sau khi hoành hành tàn phá đất nước Philippines cách đây 2 ngày thì di chuyển thất thường về phía Tây Bắc, tiến vào vùng biển Hoa Đông. Sau đó, cơn bão đã mạnh lên, đổ bộ vào vùng bờ biển phía đông Trung Quốc, khiến 7 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề, bao gồm Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải. Quận Độc Đầu thuộc thành phố Ông Châu, tỉnh Chiết Giang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 14, từ 105 đến 160 km/h, giật cấp 14. Tại vùng biển phía đông bắc của quận Độc Đầu, tỉnh Chiết Giang vào lúc 4 giờ 15 phút rạng sáng nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 178 độ kinh đông, bán kính gió mạnh cấp 12, giật cấp 13, khoảng 160 km tính từ tâm bão. Cơn bão số 2 kèm theo mưa lớn dữ dội đánh sập một nhà gian HD của công ty dầu khí Trung Quốc rồi tiến vào đất liền, tiếp tục có gió xoáy gây sạt lở đất đã khiến cho khoảng 5.800 ngôi nhà bị phá hủy. Cơn bão tàn phá nhiều cây cối, cuốn trôi nhiều ô tô, hàng trăm cơ sở nuôi thủy sản của người dân trong vùng bị san bằng chỉ trong tích tắc. Đến trưa hôm qua, chỉ tính riêng tại thành phố Ôn Châu, các giới chức chính quyền địa phương cho hay số nạn nhân bị thiệt mạng do cơn bão số 2 gây ra lên tới 17 người và 25 người khác bị thương, trong khi 11 người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại 3 tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô cũng đều bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt và lở đất từ cơn bão gây ra. Hiện có ít nhất 49 người đã thiệt mạng tại 3 tỉnh này. Gần 14.000 người vẫn lưu lại các trung tâm sơ tán và hơn 23.000 người thiếu điện, nước sinh hoạt do cơn bão gây ra. Khi đổ bộ vào Trung Quốc vào sáng ngày thứ Bảy, bão đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực của các tỉnh. Hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, 450 nhà bị phá hủy hoàn toàn và 3.000 ngôi nhà bị ngập nước. Theo ước tính của chính quyền địa phương cho biết, thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra đối với ngành nông lâm ngư nghiệp tại 4 tỉnh này là nặng nề nhất, với tổng trị giá lên tới 27 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tổng thiệt hại dự kiến sẽ tiếp tục tăng do chưa có số liệu thống kê đầy đủ, vì tại một số tỉnh vẫn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, Trung Quốc được dự báo có thể sẽ tiếp tục hứng chịu thêm các thảm họa do cơn bão gây ra. Cơn bão ập đến, nó mang theo mưa to và gió lớn. Ước tính lượng mưa tại các tỉnh đo được từ 300m đến 500m xuống khu vực các tỉnh phía đông đông nam Trung Quốc. Bão mạnh cũng ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch. Và tại các thành phố cảng Thanh Đảo, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang, toàn bộ các địa điểm du lịch đều phải đóng cửa, giao thông bị đình trệ. Do ảnh hưởng của bão, nhiều tuyến đường sắt và xe buýt đã ngừng hoạt động. Các lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát, nhân viên, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn, để ứng phó và đẩy mạnh công tác cứu trợ những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhằm để khắc phục hậu quả từ cơn bão. Theo ước tính, khoảng 6,5 triệu người tại Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt. Một chiếc xe buýt đã bị cuốn phăng xuống sông ở khu vực ngoại ô thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc, khiến ít nhất 300 người thiệt mạng và 101 người khác mất tích. Các nhà chức trách cho biết, 37 trong số 51 hành khách trên xe buýt đã được giải cứu. Ở tỉnh Sơn Tây, lũ lụt đã buộc 120.000 người phải sơ tán, phá hủy gần 17.000 ngôi nhà, buộc đình chỉ hàng trăm hầm mỏ và làm hư hại 190.000 hectare đất nông nghiệp. Tổng cộng khoảng 17,5 triệu người ở Sơn Tây đã bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra bởi lượng mưa lớn gần gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng. Mạng truyền hình quốc tế Trung Quốc đưa tin, các ngôi làng bị nước lũ tràn vào khiến người dân mắc kẹt và gây ra sự cố vỡ đập. Cảnh quay từ trên không cho thấy trụ đỡ đường sắt cũng bị cuốn trôi, để lại đường dây treo lơ lửng trên không. Một số phần của bức tường xung quanh thành cổ Bình Giao được UNESCO xếp hạng cũng bị xói mòn. Thông tin chi tiết về thương vong hoặc mất tích vẫn chưa được công bố. Tờ Hoàn Cầu Thời báo tuần trước đưa tin rằng
4 cảnh sát đã thiệt mạng trong một trận lở đất hôm thứ Ba. Trong số hơn 400 hoạt động khai thác bị đình chỉ, có hơn 60 mỏ khai thác than. Trung Quốc lại đang trải qua tình trạng thiếu điện trầm trọng do thiếu than và giá cao kỷ lục, khiến cho nhà chức trách yêu cầu gia tăng sản lượng than ở các khu vực khác trong nước. Truyền thông nhà nước đưa tin, 59 đài khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục. Họ cho biết mực nước sông Fenhe đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Những trận mưa xối xả đã trút xuống nhiều ngày trong tuần trước trên khắp tỉnh Sơn Tây. Trong 12 tiếng từ đêm đến sáng, tỉnh đã ghi nhận mực nước trung bình 31,3mm, đã tăng lên 119,5mm trên toàn tỉnh. Trong đó, 18 thành phố ghi nhận mực nước trên 200mm và tối đa là 285,2mm. Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây đã ghi nhận lượng mưa 185mm, gấp 7 lần so với mức trung bình cùng kỳ năm 2022. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hôm Chủ nhật đưa tin sẽ có thêm mưa và thời tiết lạnh hơn. Hào Nam, một người đứng đầu một trung tâm dịch vụ thông tin thiên tai cho biết, phạm vi lũ lụt còn tồi tệ hơn trận mưa lũ thảm khốc xảy ra ở Hà Nam hồi đầu năm nay, nhưng các tác động không tồi tệ bằng. Bản báo cáo cho biết mối quan tâm hàng đầu của Hào đối với Sơn Tây là thời tiết lạnh giá đi kèm. Ông Hào nói, trận mưa xối xả ở sân bay là đợt mưa bất thường thứ 3 trên diện rộng ở miền Bắc Trung Quốc. Trong năm nay, hơn 300 người ở Hà Nam đã thiệt mạng trong trận lũ kinh hoàng hồi tháng trước. Các trận mưa lớn kỷ lục đổ bộ vào tỉnh này làm tràn hồ chứa, phá vỡ các bờ sông, hệ thống giao thông công cộng và đường xã ở nhiều thành phố. Phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở Kinh Châu, nơi lượng mưa hơn 600mm, tương đương lượng mưa trung bình một năm. Trung Quốc hứng chịu thảm họa kép đau đớn đang khủng hoảng than, thì lũ lụt ập đến làm mất luôn 60 mỏ. Reuters cho hay cuộc khủng hoảng năng lượng hậu đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều nước, trong đó nền kinh tế số 2 và nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới Trung Quốc dự kiến chịu tác động đến hết năm nay. Nhiều công nhân sẽ bị thất nghiệp, dự kiến sẽ có một số lượng lớn lên đến hàng triệu người Hoa Lục tràn qua Việt Nam và Đài Loan để tìm kiếm công ăn việc làm, cũng như là chạy trốn khỏi tình cảnh thiên tai đói khổ tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, từ tháng 2 năm nay, nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn. Theo số liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố, 24 tỉnh và thành phố ở Hoa Nam và Hoa Trung với 8,52 triệu dân đã bị ảnh hưởng. Mưa bão lớn gây ra lũ lụt ở nhiều nơi. Vào đầu giờ chiều ngày thứ Tư vừa qua, thượng nguồn của đập Tam Hiệp và trạm phát điện ở huyện Đan Ba, Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên đã bị cuốn trôi và xảy ra sụt lở đất đá. Sự việc khiến đập Tam Hiệp từng bị nghi ngờ vỡ đập vào năm ngoái, một lần nữa phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Đồng thời, ông Hoàng Tiểu Khôn, tiến sĩ của Viện Khoa học Xây dựng Trung Quốc cũng đưa ra lời cảnh báo trong nhóm bạn trên WeChat rằng tiếp theo, cả thành phố Nghi Sương sẽ bốc hơi. Theo truyền thông đại lục, kể từ tháng 2 năm nay, mưa lớn thường xuyên xuất hiện ở miền Nam và miền Bắc đang xảy ra tình trạng hấp hơi do nhiệt độ cao. Trên các nền tảng thương mại điện tử như Taobao Mall, doanh số bán đồ nội y và kem chống nắng tăng vọt. Bắt đầu từ ngày thứ Tư tuần trước, một phần của miền Tây Nam Trung Quốc, Hoa Nam, Hoa Trung đã bắt đầu xảy ra mưa lớn liên tục trong 24 giờ. Châu tự trị Khương Nga Hoa, Tây Tạng có lượng mưa tích lũy tối đa lên tới 50mm, một số khu vực có mưa đá rơi với đường kính tối đa 10mm. Thôn Mai Long Câu ở huyện Đan Ba, Châu Tự Trị Cam Tư phát sinh sụt lở đất đá. Tại Tứ Xuyên, lượng nước mưa có lúc lên tới 10.000 mét khối. Trận lụt bắt đầu vào ngày thứ Năm tuần trước, khiến nhà máy điện Mai Long với công suất phát điện 2.000 kW đã bị cuốn trôi. Theo dự tính, mưa lớn ở một số khu vực của Tứ Xuyên sẽ kéo dài đến ngày cuối tháng này. Video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy dòng nước lũ khổng lồ đang ào ào chảy từ thượng nguồn xuống, thậm chí khủng khiếp tới mức cơn lũ quét khiến một số ngôi làng biến mất. Từ đỉnh núi, đất đá sạt lở trôi xuống rồi trực tiếp chôn vùi nhiều ngôi làng. Hiện vẫn chưa biết có bao nhiêu dân làng bị gặp nạn trong lúc đang ngủ. Dương Hoa, một người dân ở thôn Mai Long Câu, nói rằng trận lở đất xảy ra lúc 3 đến 4 giờ sáng. Trong khi đang ngủ, anh được người dân trong làng hô hoán đánh thức.
Anh nhanh chóng rời đi sau khi được dân làng cảnh báo và sau đó đất đá trôi xuống bao phủ cả ngôi làng. Có cư dân mạng chia sẻ video nói rằng thượng nguồn Tam Hiệp xảy ra lũ lụt tràn lan, một hồ chứa nước nhỏ đã bị vỡ, đập Tam Hiệp nguy rồi. Khung cảnh sau khi hồ chứa Đan Ba ở Tứ Xuyên sụp đổ, toàn bộ ngôi làng đã bị phá hủy. Trung Quốc có thể có trận lụt lớn nhất kể từ năm 1949. Gần đây, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cảnh báo rằng kể từ đầu năm đến nay, lượng mưa tích lũy ở Trung Quốc đã cao hơn 6% so với các năm thông thường. Sông Tiền Đường của Chiết Giang, Hồ Bà Dương và Tương Giang trong lưu vực sông Dương Tử cùng 148 nhánh sông khác có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Một số dòng sông xuất hiện lũ lụt kỷ lục trong lịch sử, tình hình kiểm soát lũ là rất nghiêm trọng. Ông Ye Yangchun, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng năm nay cần tập trung vào 3 rủi ro lớn là lũ lụt tràn lan, tai nạn hồ chứa và lũ quét từ trên núi. Hiện tại, các công trình chống lũ của Trung Quốc có thể phòng ngự trận lụt lớn nhất từ năm 1949, nhưng lũ liên tục xảy ra có thể vượt quá khả năng phòng thủ hiện nay. Đây có thể là một sự kiện thiên nga đen. Lời tuyên bố này được hiểu là trận lụt lớn nhất kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính phủ có thể xảy ra trong năm nay. Ngoại giới cũng lo ngại về việc đập Tam Hiệp vốn nhiều lần đã được đưa tin bị biến dạng nhưng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bác bỏ. Liệu nó có thể chịu được tác động của trận lụt này hay không? Hoàng Tiểu Khô, tiến sĩ của Viện Khoa học Xây dựng Trung Quốc cũng đưa ra lời cảnh báo rằng sau đó thành phố Nghi Xương sẽ bốc hơi. Năm 2019, sự biến dạng nghiêm trọng của đập Tam Hiệp khiến quốc tế phải chú ý. Mặc dù phía quản lý đập Tam Hiệp đã công bố bài viết thừa nhận rằng đập lớn đã biến dạng, tuy nhiên đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một sự dịch chuyển đàn hồi trong phạm vi cho phép. Từ khi công trình Tam Hiệp khởi công tới nay, vẫn luôn có những tranh cãi về các vấn đề chất lượng, an toàn và tác động tới môi trường, đặc biệt là cựu thư ký của Mao Trạch Đông là Lý Nhụy và chuyên gia thủy lợi Hoàng Vạn Lý đã nhiều lần kiến nghị và ngăn chính quyền không nên thúc đẩy công trình Tam Hiệp. Ông Hoàng Vạn Lý cũng đã từng đưa ra 12 dự đoán về đập Tam Hiệp, bao gồm sự sụp đổ của kè chính ở hạ lưu sông Dương Tử, vận chuyển tàu thuyền tắc nghẽn, vấn đề di dân, vấn đề phù sa, chất lượng nước xấu đi, sản xuất điện không đủ, khí hậu bất thường, thường xảy ra địa chấn, bệnh sán máng, lây lan, suy thoái sinh thái, lũ lụt nghiêm trọng ở thượng nguồn, đập Tam Hiệp cuối cùng sẽ buộc phải bị nổ tung. Ngoại trừ việc con đập cuối cùng bị buộc phải nổ tung, tất cả 11 dự đoán trên đều đã ứng nghiệm. Những trận mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc một lần nữa thu hút sự chú ý của ngoại giới đối với vấn đề đập Tam Hiệp. Trên mạng xã hội hải ngoại gần đây đã lưu truyền thông tin trong một nhóm bạn của Hoàng Tiểu Côn tại Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, trong đó viết rằng sau đó thành phố Nghi Xương sẽ bốc hơi. Theo thông tin công khai, ông Hoàng Tiểu Côn có nhiều danh hiệu như kỹ sư về kết cấu hạng nhất của quốc gia, giáo viên hướng dẫn tiến sĩ nghiên cứu xây dựng Trung Quốc, kỹ sư trưởng của công ty Yuanyang Technology. Tuy nhiên, hiện vẫn không rõ chính xác liệu thông tin từ nhóm này có phải là đúng của kỹ sư về kết cấu hàng đông quốc gia Hoàng Tiểu Khôn hay không. Ngoại giới thường nghi ngờ về đập Tam Hiệp. Vào đầu tháng 7 năm ngoái, một số cư dân mạng đã đăng tải lên mạng truyền thông xã hội bản đồ vệ tinh của đập Tam Hiệp. Hình ảnh cho thấy đập Tam Hiệp bị biến dạng nghiêm trọng, khiến công chúng không khỏi lo ngại về sự cố vỡ đập. Trước vấn đề này, các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tiếp dập tắt tin đồn và tuyên bố rằng đập Tam Hiệp không có vấn đề biến dạng, đồng thời cho biết đây là tin đồn do lực lượng chống Trung Quốc bịa đặt ra. Sau đó, tờ tin tức Bắc Kinh đã trích dẫn lời các chuyên gia thừa nhận rằng đập thực sự bị biến dạng, nhưng đây là trong trạng thái đàn hồi. Trong một tuyên bố, công ty Tam Hiệp cho biết con đập di chuyển theo chiều ngang nhưng chưa đến 3 cm. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc cho biết đập Tam Hiệp không phải là biến dạng đàn hồi vì nó không phải là nhất thể. Và ông nói rằng không cần nhìn vào các bức ảnh cũng biết đập Tam Hiệp bị biến dạng. Ông Vương chỉ ra rằng đập Tam Hiệp bao gồm hàng chục đập bê tông độc lập tạo thành, mỗi đập được đặt trên nền đá là tách rời với đá nền. Do áp lực và nhiệt độ của nước, đập sẽ phát sinh biến dạng và dịch chuyển khác nhau. Nghĩa là con đập đang di chuyển và thiết kế này làm cho đập Tam Hiệp rất mong manh. Lúc đó, ông cảnh báo rằng các bức ảnh cho thấy con đập di chuyển không đều, do đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho con đập trong tương lai. Một khi Tam Hiệp bị sập,
hàng trăm ngàn người dân của thành phố Nghi Xương sẽ biến mất. Con gái của chuyên gia kỹ thuật thủy lợi Hoàng Vạn Lý, người đã viết thư phản đối việc sa mất Đập Tam Hiệp, cô Wang Xiaolu là người đứng đầu của quỹ nghiên cứu Hoàng Vạn Lý, cũng nói về tài liệu phản đối xây dựng Đập Tam Hiệp và 6 lá thư cha cô gửi lên lãnh đạo Trung Quốc. Theo ông Hoàng Vạn Lý, đây không phải là vấn đề không sớm thì muộn, tài chính quốc gia, môi trường sinh thái, hiệu quả chống lũ lụt hay quốc phòng, mà chủ yếu là các điều kiện khách quan liên quan tới giá trị kinh tế và các vấn đề xảy ra đối với lòng sông trong hoàn cảnh địa lý tự nhiên. Không cho phép một tổ chức chính phủ tôn trọng khoa học và dân chủ xây một công trình gây hại cho đất nước và người dân. Nếu nó được xây dựng, cuối cùng nó sẽ bị nổ tung. Vào thời điểm đó, Viện Thủy lợi học Hoa Đông Trung Quốc, nay là Đại học Hàng Hải, cũng đã xuất bản các bài báo nêu lên quan điểm này. Cô Wang Xiaolu nói thêm về bài viết của ông Lý Nhược lúc còn sống có tiêu đề "Tôi biết quá trình lắp đặt Đập Tam Hiệp". Trong bài viết có đề cập rằng gần đây trên thế giới có 2 cuộc hội thảo về các con đập trên thế giới và một hội thảo đã liệt kê 10 con đập nguy hiểm nhất thế giới, trong đó Tam Hiệp đứng đầu tiên. Do đó, người dân Trung Quốc khi xem ảnh đập trên Google đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng nó lại là sự thật. Chúng ta cần có cư dân sống ở khu vực hồ chứa và hạ lưu đập biết rằng mối nguy hiểm của đập Tam Hiệp đã tồn tại từ ngày xây dựng và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể có tới 600 triệu người sẽ bị ảnh hưởng. Đây là một trong những khu vực phát triển nhất ở Trung Quốc. Ông Quách Văn Quý, tỷ phú người Trung Quốc hiện sống ở Hoa Kỳ, gần đây cũng đã đưa ra cảnh báo về đập Tam Hiệp trong một chương trình phát sóng trực tiếp. Ông nói, đập Tam Hiệp năm ngoái đã nói có người nhắc tới, năm nay người ta cũng nói. Theo thông tin nội bộ của chúng tôi, xác thực có người đã lấy cái chết can gián Trung ương, chỉ ra rằng việc đập Tam Hiệp xảy ra sự cố chỉ là sớm muộn. Một khi tai nạn xảy ra, 1/4 Trung Quốc sẽ bị san thành bình địa. Tỷ phú Quách đã đề cập rằng, một nguồn tin từ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội đã sử dụng một phép so sánh để mô tả mức độ nguy hiểm của đập Tam Hiệp như sau. Dùng một chiếc chăn bông để chặn dòng lũ xiết. Nguồn tin mô tả sau khi chăn bị thấm, một khi tung ra, căn bản không thể khống chế. Đây là hoàn toàn trái với tự nhiên. Sự cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Những ngày qua, các cư dân mạng liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh lũ lụt hoành hành ở Trung Quốc đại lục. Có thể thấy tình cảnh bi thương của người dân Trung Quốc đang phải đối mặt, dự báo trước một tương lai mù mịt hơn trước mắt. Một số người đã mất đi người thân, một số mất nhà cửa, mất nguồn sinh kế, nhiều ngôi nhà đã bị chìm trong nước hơn 2 tháng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!